Đàm Vĩnh Hưng bị ghét vì lý do không ngờ. Trong ngày ghi hình tập 6 chương trình Trời Sinh Một Cặp, giám khảo Thanh Hà đã được vô cùng xúc động khi được Đàm Vĩnh Hưng cùng các thí sinh bất ngờ tổ chức sinh nhật. Thanh Hà nghẹn ngào không nói lên lời khi được các thí sinh cùng đồng nghiệp tổ chức sinh nhật. Nữ danh ca cho biết đây là lần thứ hai kể từ khi về nước, cô nhận được những món quà và lời chúc mừng cho ngày sinh nhật từ Đàm Vĩnh Hưng. Khi được Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu phát biểu, nữ danh ca không ngần ngại nói, chị ghét em vì em lúc nào cũng quan tâm đến người khác, chị rất xúc động nên không biết nói gì hơn. Thanh Hà cùng đàn em vui vẻ trước giờ lên sóng. Dù mới về nước, Hồng Ngọc cũng sắp xếp thời gian để đến phim trường chúc mừng đàn chị. Vừa xuất hiện, nữ ca sĩ khiến Mr. Đàm, Thanh Hà và Thanh Thảo vô cùng bất ngờ. Thanh Hà, Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Ngọc trò chuyện vui vẻ trước giờ lên sóng. Nữ danh ca thân thiết cùng các đàn em. Thanh Thảo được bạn trai ân cần chăm sóc phía sau hậu trường. Mới đây trong tập 5, Thanh Thảo tiết lộ mong muốn sẽ có con vào cuối năm nay. Tình cảm của cặp đôi khiến ai nấy đều phải ghen tị. Tập 6 của chương trình được phát sóng lúc 21 giờ thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 trên VTV3. Cận cảnh nét kháu khỉnh, đáng yêu của quý tử nhà Ngọc Lan Thanh Bình. Hơn một tháng tuổi, cậu nhóc nhà Thanh Bình Ngọc Lan trông rất bụ bẫm và đáng yêu. Nhiều bạn bè nhận xét gương mặt cậu bé có nhiều nét giống bố. Đây là lần đầu tiên cặp đôi diễn viên đăng ảnh cận cảnh cậu quý tử lên trang cá nhân. Trước đó chỉ là những khoảnh khắc bế nghiêng không rõ mặt. Quý tử Ngọc Lan đã chào đời bằng phương pháp sinh thường vào lúc 9 giờ sáng ngày 5 tháng 2 theo giờ Việt Nam tại Mỹ. Cậu bé được đặt tên là Louis Nguyễn, tên thường gọi là Phôi Lủng Lẳng. Chia sẻ cảm xúc khi lần đầu tiên làm mẹ, nữ diễn viên Ngọc Lan cho biết chị đã khóc suốt một thời gian đầu vì hạnh phúc xen lẫn lo lắng. Về phần mình, Thanh Bình cũng thức trắng nhiều đêm để chăm sóc vợ con. Dù là đàn ông, nhưng Thanh Bình vẫn khéo léo khi tắm và thay tã cho con. Ông xã Ngọc Lan cho biết, anh đã lên mạng để học hỏi kinh nghiệm làm bố. Nữ diễn viên tiết lộ rằng, Thanh Bình rất kỹ tính. Anh luôn muốn tự tay chăm sóc con trai, thay vì nhờ sự giúp đỡ của người thân. Nhìn ông xã tất bật với bỉm sữa và con trai, Ngọc Lan nhiều lần xúc động vì hạnh phúc. Cô cảm thấy may mắn khi có được một người chồng tốt như Thanh Bình. Phanh phui sự thật Lý Hải đưa Minh Hà vào viện phụ sản khám thai lần 5. Minh Hà, bà xã Lý Hải đã chính thức lên tiếng phản hồi về tin đồn mang bầu lần 5 được 2 tháng. Trong ngày hôm qua, cộng đồng mạng được phen xôn xao sau khi một tài khoản Facebook đăng ảnh được cho là Lý Hải đưa Minh Hà đi khám thai kèm dòng chia sẻ. Lý Hải, Minh Hà sắp có đứa con thứ 5, mới gặp ở bệnh viện, thấy Lý Hải đưa vợ đi khám thai, tin chính xác 1000% nha. Trước thông tin này, bên cạnh những lời chúc dễ thương dành cho đôi vợ chồng nhiều con nhất showbiz, thì không ít người tỏ ra ngỡ ngàng khi thừa nhận đã nói chuyện với Lý Hải và nam ca sĩ còn bật mí rằng vợ đang có bầu 2 tháng. Tuy nhiên, khi người hâm mộ thắc mắc liệu đây có phải là sự thật, thì Minh Hà đã chính thức lên tiếng phản hồi. Theo đó, cô cho rằng chị đưa bé đi chích ngừa, chắc khoa sản kế khoa nhi nên mọi người hiểu nhầm. Phát ngôn chính thức này của bà mẹ 4 con như lời khẳng định việc cô đang mang bầu lần 5 là hoàn toàn không đúng. Lý Hải, Minh Hà đã kết hôn được hơn 6 năm, đến nay hai người đã có 4 đứa con, là một trong những gia đình hạnh phúc nhất showbiz Việt. Cả hai luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì hình ảnh đầm ấm và vui vẻ. Tuy nhiên, cộng đồng mạng bất ngờ dậy sóng trước thông tin bà xã Lý Hải mang bầu lần 5 khi chưa đầy 1 năm sinh con thứ 4. Chính vì sinh con liên tục trong thời gian ngắn nên một số người đã trêu chọc Minh Hà là cái máy đẻ. Trước đó, cả Minh Hà và Lý Hải đều cho rằng có con là chuyện vui, trời ban cho mình thì mình nhận, chứ sợ gì mà không dám nói. Tuy nhiên, chỉ có người thân cận mới hay, ai quen biết vợ chồng cô đều rõ tính mình dễ chịu không so đo. Nếu có tin vui, nhất định họ sẽ thông báo tới công chúng để chia sẻ. Đường tình duyên đối lập của dàn diễn viên nam Cổng Mặt Trời.
Hiện tại Hòa Hiệp, Lương Thế Thành, Bá Thắng, Hùng Thuận, Đình Hiếu đều có hướng đi và niềm hạnh phúc riêng. Hùng Thuận, sau thành công với vai diễn bé An trong Đất Phương Nam, Hùng Thuận tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh và ca nhạc, nhưng không tạo được dấu ấn. Một phần vì cái bóng quá lớn trong quá khứ, sau bộ phim Cổng Mặt Trời, tên tuổi của Hùng Thuận mới được chú ý trở lại. Năm 2008, Hùng Thuận kết hôn ở tuổi 25, vợ anh tên là Thanh Vân, sinh năm 1986, xinh đẹp và trẻ trung. Thanh Vân từng đi du học nước ngoài, nhưng sau khi kết hôn, cô dành thời gian chăm lo cho tổ ấm và bán mỹ phẩm online. Cả hai quen nhau rất đặc biệt khi Thanh Vân là fan ruột của Hùng Thuận từ thời Đất Phương Nam. Vào năm 2014, nhiều thông tin cho rằng chuyện hôn nhân của Hùng Thuận gặp trục trặc. Nhưng thời điểm này, nam diễn viên cho biết chưa thể sẵn sàng chia sẻ về chuyện đời tư. Sau khoảng một năm, thông tin Hùng Thuận làm lành với vợ được công bố rộng rãi. Tuy nhiên sau đó, hai vợ chồng Hùng Thuận lại chính thức đường ai nấy đi bởi những nỗ lực hàn gắn không thăng. Dù đã chia tay vợ, nhưng Hùng Thuận vẫn dành sự trân trọng nhất định cho người xưa. Nhưng ít nhắc đến Thanh Vân, hiện tại nam diễn viên vẫn tham gia đóng phim, kịch và kinh doanh hải sản. Lương Thế Thành. Sau phim Cổng Mặt Trời, nhiều khán giả hy vọng Lương Thế Thành sẽ nên đôi với Nguyệt Ánh, nhưng cả hai lại có những tình cảm riêng. Năm 2016, Lương Thế Thành và Thúy Diễm kết hôn. Đây là kết quả của mối tình kéo dài hơn 2 năm của cặp đôi. Trên trang cá nhân, báo chí lẫn các chương trình, Lương Thế Thành và Thúy Diễm luôn dành cho nhau những lời hay ý đẹp. Cuộc sống của cặp đôi sau một năm kết hôn cũng khiến nhiều người ganh tị khi cứ như ngày đầu yêu nhau. Tháng 4 đến đây, Lương Thế Thành và Thúy Diễm sẽ kỷ niệm một năm ngày cưới. Từ khi yêu nhau đến kết hôn, cả hai đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả và người hâm mộ. Hòa Hiệp. Đôi mắt hí, nụ cười tươi tắn của Hòa Hiệp giúp nam diễn viên ghi điểm ngay từ những ngày đầu xuất hiện trên màn ảnh. Có thể nói đến thời điểm hiện tại, Hòa Hiệp vẫn là một trong số ít diễn viên trẻ của điện ảnh Việt, có thể hiện thành công trong nhiều vai khác nhau, từ hiền lành, thư sinh, nho nhã cho đến thủ đoạn thâm độc hay lộc lỗi. Bộ phim Cổng Mặt Trời cũng chính là một trong những nấc thang đưa sự nghiệp và danh tiếng của Hòa Hiệp lên một tầm cao mới. Mặc dù vậy, quá trình hoạt động của Hòa Hiệp khá trầm lắng, nam diễn viên rất hiếm khi xuất hiện trên báo hay chia sẻ về chuyện đời tư, chính vì thế chuyện tình cảm của nam diễn viên vẫn là một ẩn số. Bá Thắng. Ngoài đời, Bá Thắng và Hòa Hiệp rất thân thiết. Nếu như Hòa Hiệp tích cực hoạt động thì Bá Thắng lại im ắng hẳn từ sau khi tham gia Cổng Mặt Trời. Theo thông tin mới nhất, Bá Thắng đang giúp Hòa Hiệp quản lý quán ăn và tập trung vào công việc kinh doanh. Anh chàng cũng ít khi chia sẻ về chuyện đời tư và tình cảm cá nhân. Đình Hiếu. Hiện tại Đình Hiếu hoạt động chủ yếu với vai trò MC cho các chương trình truyền hình và cũng có tham gia phim ảnh. Dù hoạt động trong showbiz nhưng Đình Hiếu không muốn lấn sâu vào những thị phi. Ngoài công việc, nam diễn viên dành thời gian để chơi thể thao và một số thú vui lành mạnh. Đình Hiếu cho rằng do quá bận rộn nên chưa có thời gian để hẹn hò. Đi nhiều gặp nhiều nhưng chỉ gặp thoáng qua, không kịp tìm hiểu. Mà nếu có tìm hiểu thì cũng phải yêu xa, Hiếu lại không đủ lãng mạn để yêu theo kiểu đó. Đình Hiếu từng tâm sự, khi đi khám sức khỏe, Hiếu mới giật mình phát hiện ra mình lọt vào nhóm trung niên, từ 36 đến 50 mà lại chưa vợ, chưa con, chưa có gì ngoài căn nhà mới xây. Điều đó thôi thúc mình sống có trách nhiệm hơn, cần phải sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn. Với lại gần đây Hiếu có tham gia đá bóng với một nhóm mà các anh đều đã lớn tuổi hơn mình, có vợ con, gia đình hạnh phúc. Khiến mình nghĩ rằng phải nên phấn đấu và có trách nhiệm với ai đó, với công việc nào đó, chứ không thể chí tại bốn phương như ngày xưa được nữa. Kim Ti Hy và Biren lộ khoảnh khắc chăm sóc nhau mùi mận hiếm hoi trên bìa tạp chí. Đôi vợ chồng trẻ Kim Ti Hy và Biren còn có những chia sẻ thú vị về cuộc sống hạnh phúc sau khi kết hôn trên tạp chí đầu tiên hợp tác cùng nhau. Sáng ngày 20 tháng 3, tạp chí Harper Raza Hàn Quốc tiếp tục tiết lộ những hình ảnh của Biren và Kim Ti Hy trong số phát hành tháng 4. Bộ ảnh được chụp tại Ý, đánh dấu lần hợp tác đầu tiên của đôi vợ chồng quyền lực xứ Kim Chi sau hôn lễ giữa tháng 1 vừa qua. Hình ảnh được tung ra trước đó đã thu hút sự chú ý của đông đảo các fan và cư dân mạng. Trong khi Biren ra dáng quý ông lịch lãm cuốn hút, thì Kim Ti Hy lại khoe ra vẻ đẹp dịu dàng, không kém phần sang trọng bên cạnh chồng. Khoảnh khắc tình tứ ngọt ngào tràn ngập hạnh phúc của Biren và Kim Ti Hy khiến mọi người ganh tị.
Cặp đôi cho biết họ cảm thấy vô cùng mới mẻ khi lần đầu tiên được chụp ảnh tạp chí cùng bạn đời của mình. Trong buổi phỏng vấn với Harper Bazaar Hàn Quốc, Biren và Kim Tae Hee không ngại tiết lộ cuộc sống sau khi kết hôn. Cặp đôi cho biết, chúng tôi chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ trong cuộc sống, kể cả những câu chuyện đùa không đầu không đuôi. Mỗi ngày trôi qua của chúng tôi là sự cho đi và nhận lại. Cuộc sống thế là đủ hạnh phúc. Đôi khi cả hai xảy ra mâu thuẫn và bất đồng quan điểm, chúng tôi luôn giải quyết vấn đề dựa trên sự tôn trọng đối phương. Bên cạnh đó, Biren và Kim Tae Hee cũng không quên nhắc đến lễ cưới bí mật và đơn giản vừa qua. Chúng tôi nghĩ rằng đám cưới là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cặp đôi, thế nên cả hai cố gắng tổ chức hôn lễ đơn giản và vui vẻ nhất có thể, đồng thời không gây ảnh hưởng hay tổn thương đến những người khác. Khoảnh khắc tình cảm hiếm hoi của Kim Tae Hee dành cho ông xã, Biren vẫn điển trai và phong độ như thường ngày. Không hổ danh là tường thành nhan sắc đáng tự hào của làng giải trí, nàng ngọc nữ Kim Tae Hee vẫn toát lên vẻ cuốn hút khó cưỡng dù năm nay đã bước sang tuổi 37.